Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm đó chính là À, dàn lạnh trong xe của xe Hyundai Booster đời cao 2017 đến 2020 với cái dòng sản phẩm đời cao thì anh em nhìn thoáng qua về cái phía cấu tạo của dàn này và hình thức của dàn thì nó khá giống với cái đời cũ nhưng mà anh em lưu ý một chút này là cái dàn đời cao này nó sẽ mỏng hơn gần như là nó sẽ mỏng hơn đến 2 phân so với cái đời cũ đấy ạ đây và cái hướng ra đầu co của nó sẽ cũng cái cuống ra co anh em nhìn này nó sẽ không uốn hẳn lên trên mà nó sẽ ra phía bên này đó chúng ta có thể nhìn thấy này À, thì cái giàn lạnh được cấu tạo bởi 100% là hợp kim nhôm cao cấp anh em nhé, được cấu tạo theo cái <laughs> mã hàng tiêu chuẩn OEM nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như thời gian sử dụng. À, anh em nhìn này, đây là cái dòng sản phẩm hàng liên doanh cao cấp nên anh em có thể nhìn thấy các cái lan nhôm của nó khá là đồng đều nhau, lan càng dày thì cái mức độ tản nhiệt của nó càng là tốt anh em nhé. đó, đây là cái cuống ra để chúng ta bắt van tiết lưu. Với cái van tiết lưu thì nó vẫn sử dụng cái van của đời cũ. Đó. À, thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm đó chính là dàn lạnh trong xe của xe Hyundai Booster đời cao. Anh em có thắc mắc tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.